Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Đức xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Mọi người mới, trước tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực sẽ lấy một cái xe cát vào đầu tiên này cô bác này, vận chuyển xe cát. Rồi thì cháu Lực mới lấy xi với lại sắt về trước cô bác ạ. Cái cát này thì cũng được chở từ rất là xa cô bác, ít nhất phải chở tầm rơi vào tầm độ tầm 20 mấy cây cô bác thì mới lên đến cái chỗ nhà của em Sử này. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã nói rồi, bây giờ sẽ để vật liệu tập kết lại ở cái điểm trường này cô bác này. Rồi thì mới lấy xe máy chở đi vào nhà của ba ông cháu được cô bác. Chỗ này bây giờ phải kê đá mới vào được chứ anh nhở? Từ ở dưới kia lên đến đây thì bao nhiêu cây anh Sơn? 30 cây. 30 cây à? Gần 30 cây. Chiều thì anh lại chở thêm cát với lại đá em đúng không? Ừ. Hôm nay anh làm được 3 chuyến không một ngày ấy? 2 chuyến thôi. Một ngày 2 chuyến à? Hôm nay thì em Sử cũng đi xuống xá một chút việc cô bác, cho nên là em ấy chưa thể lên đây được. Thì chiều nay thì mấy anh em sẽ chở. Chiều nay thì mấy anh em sẽ chở dần đi cô bác ạ. Thì còn bây giờ như mình để cắt với lại để sỏi như là trước ở đây thì này sẽ không có bị sợ mất cô bác. Bây giờ thì cứ vận chuyển hết cắt với lại hết sỏi rồi đi vào rồi thì cháu Lực sẽ lấy cái rồi thì cháu Lực sẽ lấy xi với lại sắt vào. Cái chỗ ránh này thì có vẻ là hơi nhỏ, không có vừa được cái xe vào các bác. Bây giờ thì anh chở vật liệu thì đang phải lấy thêm một ít đá nữa để vào thì mới đi qua được. Cái cung đường ở trên vùng cao này các bác này chỉ vừa một con xe tải như này để vào thôi. Nếu mà xe lớn quá thì không có vào. Mỗi xe này thì rơi vào tầm là 7 đến 8 khối các bác. Nói là các bác tài xế ở trên vùng cao thì phải là tay lái người ta rất là vững chắc thì mới dám đi được những cái cung đường như này cô bác này.
Thế còn cát với sỏi thì cháu Lực sẽ đổ vào rìa trên này hết rồi cô bác này. Ở dưới kia thì sân cho người ta học tập với cô bác. Với lại sân này là sân người ta đánh bóng chuyền nữa. Mở chốt ra anh. Một xe này thì được bao nhiêu khối anh? 7 khối à? Các anh chở vật liệu này thì cũng ở trên xá của cháu Lực luôn đấy cô bác. Mấy anh em thì cũng có biết nhau từ rất là lâu rồi, cũng được các anh là lấy cái giá nào nó không phải là cao quá cô bác, lấy cái giá mà nó bằng bao nhiêu các anh thợ, các anh mà trở lên trên này đó cô bác. Có cháu Lực cũng hỏi một số anh rồi, có một số anh thì lên trên này người ta bảo đường khó đi thì người ta lấy cước lên tầm 200-300 nghìn một chút đấy cô bác. Hôm nay thì là ngày thứ bảy mà bên điểm trường kia thì người ta cũng nghỉ học rồi cô bác. Không có trẻ con là nhiều. Trẻ con ở trên vùng cao thì nếu mà nhìn thấy một cái ô tô mà chở vật liệu lên đấy cô bác, phải nói là tất cả các bạn ấy chạy ra ngoài để xem luôn. Anh ấy bảo với cháu Lực rằng là một ngày chỉ chở được 2 chuyến thôi cô bác. Cái chuyến mà anh ấy đang chở là anh ấy lên tận tối hôm qua rồi đấy. Tối hôm qua thì anh ấy nghỉ lại ở nhà. Đấy là sáng hôm nay thì hai anh em mới lên trên này cô bác. Mới chở lên trên này. Mấy đứa dùng xe máy để mà vận chuyển vào thì cũng phải là mất một cái khoảng thời gian mà khá là lâu ấy cô bác ạ. Xe máy chở vào thì mỗi lần chở vào thì rơi vào tầm được trên 50 cân thôi. Còn bây giờ thì chắc là đến chiều thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị cùng biết là hôm nay cháu Lực lấy vật liệu lên những gì và sẽ vận chuyển như thế nào cô bác nhá. Hôm nay thì anh ấy chỉ có lấy được cho cháu Lực là xe cát thôi cô bác. Ngày mai thì chắc anh ấy lấy được sỏi lên này. Xong là kèm theo đó thì anh ấy sẽ đi lấy lúc nào mà vận chuyển gần hết chỗ này rồi thì anh ấy sẽ đi chở cho cháu Lực xi với lại sắt cô bác nhá. Bây giờ thì đến chiều tối rồi cô bác. Và ngày hôm nay thì anh chở vật liệu chỉ có chở được 2 chuyến cát thôi cô bác. Ngày mai thì anh sẽ đi tiếp tục là đi chở đá xanh cho cháu Lực. Rồi thì cháu Lực sẽ bảo em Sử là xem nhờ được bà con ra là hộ em Sử chở 1-2 hôm thì xem có hết không cô bác. Còn là cái phần đấy nếu mà không hết rồi thì cháu Lực lúc đấy thì cháu Lực sẽ tính cái phương án khác cô bác ạ. Bây giờ thì anh cũng gần đến nơi rồi cô bác ạ. Có vẻ như là tối hôm nay có vẻ có khá là nhiều gió này cô bác này. Đó, thời điểm hiện tại thì cháu Lực rất là sợ mưa cô bác. Trời thì có vẻ là rất là âm u.
Đây, bây giờ thì hôm nay anh đã chở được hai chuyến cát lên đây rồi các bác này. Cát này chắc là phải chở thêm khoảng tầm vài xe các bác, nhưng mà bây giờ cháu Lực cứ lấy hai chuyến cát vào đã, rồi thì lấy thêm một chút đá nữa vào để cho chở trước các bác ạ. Cái đường ở trên này thì phải nói là các bác, các anh tài xế thì đi rất là chắc tay thì mới dám đi được các bác này. Ở đây thì hầu như là trẻ con đấy các bác, đi học về mà nhìn thấy ô tô đi vào bản là ở đâu thì đều phải chạy ra xem các bác. Vừa rồi thì chắc là các bạn nhỏ đấy đang ở tít ra ngoài ruộng bên kia thôi, nhưng mà nghe thấy tiếng xe ô tô lên là chạy lên xem. Hôm nay thì nốt chuyến cát này thôi anh. Nốt chuyến cát thôi. Thế còn chuyến sỏi thì ngày mai à? Chuyến sỏi ngày mai. Vâng. Mai kia để cho chuyển hết á. Vâng. Thì nhưng mà anh cứ làm luôn cái chuyến cát về đó. Đấy. Nếu mà lỡ đâu mà hết thì sao? Ủa cứng phết anh nhở? Ôi à. Vâng. Đây là cát xây. Đây là cát xây rồi anh. Sợ tí nó sập xuống đấy. Thôi anh ơi. Cũng rất là may là ở điểm trường này có một cái khoảng sân rất là rộng để mình chứa vật liệu ấy cô bác. Cái bên kia là cát gì anh nhở? À cái kia cắt tổng hợp à? Bên này cắt xơi. Kia cắt tổng hợp. Thì chiều nay anh không đi chở được lên một chuyến sỏi luôn à? Này cắt thì cũng rất là mịn này các bác này. Đến lúc mà mịn như này thì đến lúc mà mình xay thì nó sẽ rất là xay dế này. Như cái này mình chỉ lấy đổ thôi nhỉ. Hay cái này thì lấy đổ móng. Sáng thì anh lại từ mấy giờ đi anh nhỉ? Sáng ấy. À chuyến này về từ hôm qua rồi. Không, cái chuyến này. Chuyến này thì sáng nay lúc mà anh em mình đổ xong là anh đi luôn à? Đổ xong đi luôn. Anh ấy cười cười. Sơ này mai lấy luôn 7 khối anh nhá. Được không? Sơ luôn 7 khối thôi. Thanh niên thôi. Chờ rơm à? Chắc là bây giờ nắp áo sắp mưa thì cứ để cho anh em chở hết đã. Nhưng mà đá thì mình lấy về được mà. Đấy. Nhưng mà có nhiều cho anh em chuyển cái này thì đi trước đã. Vâng. Cái này chắc vào đấy trong phải hết tâm mẹ 4-5 ngày nữa. Nhưng mà sợ rằng là kiểu đông người ấy, thành ra là cũng làm kiểu nhanh ấy anh. Thế mai anh có đi chở nhà không? Mai đi tại đâu? Mai đi chở Si về đấy. Si á? Ừ. Thế chở đá trước chứ không chở Si chứ? À, thế Si chở sau nhỉ? Đúng rồi. Cho cả đá vào trước nhá. Đúng rồi. Chở đá nhá. Vâng. À. Si anh cứ cho đá vào trước đi, xong Si thì anh chở sau. Thế không được. Chở đá sáng mai đủ. Vâng. Thế bây giờ thì cứ lấy đá với lại cắt về hết trước đó cô bác. Còn xi với lại sắt thì lúc mà vận chuyển hết chỗ này rồi thì cháu được sẽ bảo anh
chở vật liệu để anh chở vào nốt. Còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng cùng bạn Hiệu là di chuyển đi vào nhà của em sửa một chút. Vừa rồi thì em có điện cho cháu Lực và nhờ cháu Lực mua một ít bao tải các bác. Cũng tiện thể là đi vào bảo với em luôn là xem ngày mai bố trí cho cô bác hàng xóm xung quanh ra hộ để một hai hôm cô bác ạ. Hay vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng anh vật liệu là đến đổ hai chuyến cắt rồi cô bác. Sáng nay thì một chuyến, còn chiều thì một chuyến cô bác. Hay bây giờ thì đi xuống nhà của em Sử xem là em ấy đang làm cái công việc gì và tiện thể là cũng nói cho Sử biết luôn. Sáng nay thì em Sử có đi xuống cái sáng ấy cô bác này, nhận một cái phần quà là cổ một cái bên nào cho ấy không, cháu Lực cũng không biết cô bác, là hầu như là cho cả xã luôn cô bác này, mỗi hộ gia đình thì được một cái phần quà sao ấy. Đây, vừa rồi thì cháu Lực xem cái dự báo thời tiết đấy cô bác. Thì có thể như là trong vài ngày tới thì trời lại chuyển hướng là có một chút mưa rồi cô bác. Thì cái bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ chỉ là lấy được vật liệu như thế thôi cô bác. Lúc nào mà chở hết, vận chuyển hết sang bên này rồi thì cháu Lực sẽ lấy thêm vật liệu để vào cô bác. Đấy, bây giờ thì chỉ lấy những cái vật liệu nào mà cần thiết trước và làm trước thôi. Còn sau này, thí dụ mà thiếu thì mình lại lấy sau cô bác ạ. Đây, gà bản rất là to này cô bác này. Còn gà này chắc ít nhất phải nuôi được tầm hơn 1 năm rồi đấy. Theo như cháu Lực nhìn là cái chỗ mà ông nội cháu Lực với em Sử đào để vật liệu này cô bác này thì nó sẽ bé, nó sẽ không có được được đủ hết, chắc là có khi là phải tính thêm là vật liệu sẽ dùng để ở đâu nữa cô bác ạ. Hay có khi thì xa chỗ này phẳng phẳng một chút thì để chỗ này cũng được cô bác, không có vấn đề gì cả. Cắt với sỏi thì không có thể để được vào trong cái phần nền nhà rồi. Vì mấy hôm nữa mà mình đào cái móng lên ấy thì mình đấy phải khơi đất lên nó rất là nhiều ấy. Đấy, ở xung quanh làm ở cái phần ngôi nhà cũ của các em thì cô bác thì sau này mình sẽ tận dụng được rất là nhiều thứ luôn. Thí dụ như cây trống này, xong là ván gỗ này thì mình sẽ không phải đi đâu để kiếm nữa. Đang nhìn từ xa xa thì thấy em Hải đang vác là trên đôi vai của mình là 3 bó rơm hay sao ấy. Ôi, được không? Ô, nhẹ nhẹ thôi. Ôi. Rơm thì không biết là bao cháu là xếp ở đâu cô bác. À, xếp ở dưới kia. Ồ, đang vác rơm à? Hết chưa? Chưa hết đâu ạ. Chưa hết đâu à? Rồi, anh chào Sử nhá. Rồi. Này, ném lên trên để xếp lên trên thế nào? Vâng. À. Nào, đeo cái mic này tí anh em mình nói chuyện cho nó gió nhé. Vâng. Bây giờ thì chắc là không cần gió nữa, anh bỏ cái bông này ra cũng được. Cháu xin kính chào quý em và cô chú anh chị. Vác sắp hết chưa? Chưa ạ. Chưa à? Vâng. Hai anh em tự vác này à? Vâng. Ô, Hải thì đang vác ở bên này nè cô bác này. Vác rơm to hơn cả người của mình luôn. Nào. Được không? Rồi. Đây. Đấy, dùng cái bao tải mà vác đi. Đây anh em mình mỗi người một cái đi đây. Sửa một cái này. Vâng. Rồi, hôm nay thì là thứ bảy được nghỉ nhỉ?
Đấy, thứ bảy được nghỉ thì ở lại hộ anh mình là bác Dơm đúng không bác này? Ông đi đâu rồi? À, ông thì cũng đang phơi dơm à? Ồ, ông thì đi gom dơm lại với nhỉ? Đây, cái bao tải vừa nãy nhờ anh mua đây. Vâng. Thế bây giờ dùng đây, dùng cả cái bao tải đi vác nhá. Vâng. Cái này mình để đây được không? Được. Cái dơm nhà mình là xếp hết ở đây à? Vâng. Hải đi vác được mấy chuyến rồi? Hả? 2-3 chuyến rồi à? Có mệt không? Không mệt đâu à? À, nay thì ở nhà là phụ anh ấy nhỉ? Nào, bây giờ thì anh em mình đi vác tiếp nhỉ? Sứ ơi, anh cầm ra đây nhá. Vâng. Cầm 2 bao tải ra đây nhá. Ở dưới kia đã vác lên hết chưa Hải? Chưa đâu à? Đi vác ở mấy chỗ này thôi à? À là ông buộc lại thành từng bó một là mình đi vác đúng không? Đi đường nào ấy? Ô anh cầm đến đây 3 cái liền đấy. À thôi cứ cầm đi. Tí đằng nào thì mình trả lại phải mang về đúng không? Mai là được nghỉ rồi nhờ. Cái mai được nghỉ là đến tận thứ hai mới đi học đúng không? Ờ rồi. Đấy, ông thì gom lại để buộc với cô bác. Sợ là trong thời gian tới là ngày là mưa cô bác. Cháu Lực cũng xem dự báo thời tiết rồi. Thì trong thời gian tới thì sẽ có một trận mưa nữa. Ôi, được khá là nhiều bó đấy nhỉ. Hải thì mỗi lần vác được bao nhiêu bó? 3 bó à? À, nó cồng cành quá nhỉ. Còn nào một thửa chỗ này thì hết à? Dưới kia à? Ồ, khá là nhiều đấy nhỉ. Thử đi. Bác Sử là một người với Hải là một người 3 bó đi đó. Hải làm 3 bó, 2 bó thôi. 3 bó à? Cầm được không? Vừa rồi đi thì không dùng bao tải à? Ừ. Phải dùng bao tải như này thì mình vác đi nó mới không có bị ngứa ở cổ chứ. Ôi, ở đây thì nó cũng rơi vào tầm là 4-5 cân gì đấy đâu các bác ạ. Nó không có đáng nặng là bao nhiêu đâu, nhưng mà nó dơ mà nó thành một bó, nó rất là nó rất là to và nó có thể là nó rất là cồng cành ấy. Đi được đấy được không ấy?
Bây giờ là mình ném lên trên à? Xong một tí nữa mình mới lên xếp sau à? À. Thôi vứt ra đây. Đấy. Xử đi vác được mấy chuyến rồi? Xử vác được mấy chuyến rồi? Một chuyến thôi à? À. À thế là cũng nãy là một mình à, xử vác thôi đúng không? À một mình hải vác thôi đúng không? Là xử là cùng ông để buộc lại thành thành bó một đấy cô bác. Xong thì một tí nữa buộc hết thì ba anh em cả ông nữa cùng nhau vác về đến nhà. Ô bây giờ xử thì buộc ở dưới kia nhỉ? Khô hết chưa hả Sử? Khô hết chưa? Khô hết rồi đúng không? Cái này là mình để dự trữ mùa đông hay sao đúng không? Ồ ở đây có quả gì đây Sử? Quả này như là ăn được hay sao ấy? Đúng không? Nhà Sử thì có cái quả này rơi xuống này các bác này. Cái quả này thì là nó sẽ ăn được. Quả này các bác nó không có, nó sẽ hơi chua chua và ngọt ngọt một chút ấy. Quả này ăn thì phải bóc cái vỏ nó ra. Vừa mới bóc ra cảm thấy là nó cảm thấy là trong người mình đã điều tiết ra một cái tuyến ăn nước chua chua rồi các bác ạ. Để ăn thì phải bóc cái vỏ ra này các bác này. Cái loại quả này thì nó sẽ có hai loại quả các bác ạ. Một loại là thì nó người ta là quả quả nếp ấy. Cảm giác là nó vừa ngọt này, vừa chua này. Không à, có một cái mùi mùi thơm mà nó cảm thấy rất cắn một miếng rồi cảm giác là nó rất là chua các bác. Mùi của nó thì rất là khó tả các bác, không cháu không biết là tả như thế nào nữa. Bây giờ thì cùng Sử là buộc xong là một tí nữa thì sẽ cùng nhau mà vận chuyển đi về nhà, rồi thì ngày mai sẽ làm một cái công việc khác rồi cô bác này. Trong thời gian tới thì chắc chắn là em Sử sẽ phải bận rộn thêm rất là nhiều rồi cô bác ạ. Này tù mát vào nó. Tù đi. Tao một tan cửa chịu. Vừa vào chứ, ra vào à? Bây giờ đây thì sẽ tận dụng lại cái những cái rơm này để mình làm dây để buộc luôn này các bác này. Đan vào nhau xong là buộc xuống này. Cái này thì mấy nữa mình dự trữ để mùa đông đúng không? Cái này thì mấy nữa mình dự trữ mùa đông đúng không? Có nghĩa là mình để lại xong là đến mùa đông thì mình cho cháu ăn đấy. Đấy. Hai Hải với ông thì đang làm ở tít trên kia của bác này. Chuẩn lực với em Sử làm
ở dưới này. Chỗ này thì bây giờ còn 1, 2, 3, 4, 5 thửa đấy nhỉ. Ở dưới kia thì còn không Sử? Dưới kia kìa. Có à? Ở dưới kia thì chưa xong rồi đúng không? Ồ. Là hai xe đấy. Sáng nay là vào một xe. Thế bây giờ thì anh cứ bảo anh chở vật liệu đã, lấy về cho tập kết ở bên kia rồi thì mấy hôm nữa rồi thì mình sẽ chở sau. Vâng. Thì mai chắc là anh phải đi tận dưới huyện để mua xăng mới được ấy. Vâng. Chưa đủ à? Chưa. Thời tiết hôm nay không nắng hôm qua rồi nhỉ? Vâng. Sao Sử biết sắp mưa rồi? Tới hôm qua mưa rồi mà. Tới hôm qua? À. Tới hôm qua trên này mưa à? Dưới, mình mưa mà. À. Tới hôm qua khu anh ở thì có mưa đâu? Có. Cho em Sử là làm mà một mình một lúc cô bác này. À, bây giờ thì cũng được khá là nhiều bó đấy, cho nên là phải vận chuyển là đi về. Đi cùng em Sử để đi cùng em Hải để hai anh em vận chuyển. Thì ông với lại em Sử là làm. Hả? Câu. Vừa rồi bạn Hiệu thì bị sau gió của bác vào người. Hôm nay thì cháu Lực không có cầm theo cái lọ dầu gió. Bây giờ đi vào nhà của ba ông cháu lấy cái lọ dầu gió hay là lấy muối để bôi vào đó. Vào trong nhà thì phải bật điện cho sáng sáng một chút, không là tối quá. Lọ thì cháu Lực đưa cho ông lọ dầu gió thì không biết là ông để đâu. Thì bạn Hiệu bị con sau gió của bác rơi vào người.
Cái hôm nọ thì cũng được bác Thảo Đỗ gửi cho cháu Lực một hộp cái lọ gió kia, thì cháu Lực cũng đem lên cho ba ông cháu. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Hải là hai em đi vác một chút cô bác, để cho ông với lại em Sử là buộc lại thành bó một. Em Hải thì vác hẳn cho mình là ba, cũng là ba bó luôn cô bác này. Mệt chưa? Chưa đâu mệt à? Chưa không mệt đâu à? Đây, một cái cậu bé mà năm nay mới 12 tuổi đâu cô bác ạ. Lúc mà nghỉ học về thì về nhà thì anh Sử làm rất là nhiều công việc luôn. Thế hầu như là các bạn nhỏ trên vùng cao thì bạn nào cũng biết làm thôi cô bác. Nhưng mà chỉ khác là mỗi bạn nhỏ là một số phận thôi. Có bạn thì còn đầy đủ và người bố với người mẹ. Còn có những bạn như rơi vào tầm em Sử với em Hải thì bây giờ thì không còn bố với lại không còn mẹ nữa, chỉ ở với ông thôi. Thành ra là cái điều này thì cũng là một cái sự bất hạnh cho cái bản thân của mình rất là nhiều. Thế ông thì cũng buộc rất là nhanh cô bác ạ. Hải ở bên kia nhá, anh ở bên này nhá. Ôi, để anh làm nào. Ui dồi, anh làm một bó thôi nào. Chứ anh thấy Hải làm mà ba bó thì anh không làm được bốn bó thì anh cũng hơi ngại. Chào, đi thôi. Cái dơm này thì nó cũng rất là nhẹ thôi cô bác, nhưng mà nó vác nó rất là cồng cành, thành ra là nó rất là cảm giác như là nó rất là nặng. Đấy, vác máy chuyến thôi cũng cảm thấy là cũng khá là mệt đấy cô bác. Đấy, ở phía ra phía bên kia thì hầu như là cháu Lực nhìn thấy bây giờ thì bà con ai ai cũng đang là ở ngoài những đồng ruộng của mình thu hoạch dơm về để nhà dự trữ để mấy nữa đến mùa đông thì còn có cái để mà cho cháu ăn đấy cô bác. Đấy, đến mùa đông thì trời rất là lạnh thì những cái cỏ mà mọc, những cái cỏ thì nó sẽ không có mọc được nhiều nữa. Có những nhà thì nếu mà nuôi nhiều con trâu ấy thì còn phải đi mua dơm để về cô bác này. Đấy, một bó dơm như vừa rồi cháu Lực với em Hải bác là chỉ có bán được tầm 3 đến 5 nghìn nữa bác. Thời điểm cao nhất thì người ta bán được là 5 nghìn. Hải thì có biết là người ta mua dơm này không?
Không biết đâu à? À, phải, có lẽ là chắc là chưa có ai lên nhà của ba ông cháu một lần nào cho nên là không có biết đấy cô bác. Hay vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói với em Sử với lại ông rồi rằng là vật liệu thì cháu Lực cũng đã chở ra được hai chuyến cát là để ở điểm trường kia. Như cát với lại đá như này thì sẽ không có sợ mất này cô bác này. Đấy thì mình cũng không có cần là trông cũng được, nhưng mà đến cái thời điểm mà sắt với lại xi vào ấy thì lúc đấy thì chắc chắn là mình phải làm lán ra bên kia để mình trông rồi. Thì sợ nó mất đấy cô bác. Bây giờ thì mình cứ phải phòng trước tránh trường hợp rồi mất mát rồi thì đến lúc đấy thì không biết là mình không biết là ai lấy cô bác. Thế còn là bây giờ thì hai anh em cũng sẽ ngồi nghỉ ngơi một chút rồi thì tiếp tục lại đi vác thêm cô bác này. Đấy, ông thì ở bên kia là trên đôi vai là đang gánh là ba bó, còn một tay thì là cầm thêm một bó rơm nữa. Đấy, ông thì rất là chăm chỉ cô bác. Năm nay thì ông cũng đã gần 80 tuổi rồi, nhưng mà rất là may mắn khi ông còn có một cái sức khỏe mà rất là dồi dào luôn cô bác. Đấy, phải nói là cái đôi tay với đôi vai của ông thì gồng gánh rất là nhiều luôn cô bác. Gồng gánh từ lúc mà em Hải với em Sử lớn lên bây giờ. Bây giờ thì cũng rất là may mắn thôi. Khi mà có cháu Lực với lại bạn Trình lên chia sẻ thì ba ông cháu cũng chuẩn bị cất lên cho mình một cái ngôi nhà mới. Hầu như là cái ngôi nhà đó thì ông với lại em Sử với lại em Hải thì không bao giờ dám ước mơ như vậy cả cô bác ạ. Em Hải thì có mừng không khi mà mình sắp có nhà rồi? Có ạ. Có, rất mừng rồi nhỉ. Đấy, là cũng là ngôi nhà đầu tiên mà ở thôn bản của Hải là được nhà xây đấy nhỉ. Vâng. Đấy, ở bản của Sử, bản của Hải với Sử thì hoàn toàn là làm nhà gỗ là nhiều thôi cô bác ạ. Không có ai làm, không có ai có tiền để mà xây dựng được cho mình những cái ngôi nhà xây kiên cố cả. Bây giờ thì anh em mình tiếp tục đi thôi nhỉ. Có pha về lông lực của chúng mới chưa tới. Ồ. Lên lên lùng lạc vật liệu đấy cả lô bác đều đấy à? Đấy. Đấy á? Đều chủ mà tiền từ hôm. Ồ, lão bác ấy xe tua mà tiền từ hôm nọ. Cảnh sát lùng lạc bác mi dân ở bãi bồn đúng không? Không pha về cho mình, pha của mình nè. Ồ, lên bông vẫn lạc vật liệu cả thời dân bác nào? Ồ, lên bác vẫn hỏi lạc thế nào? Còn lạc thoải mái như nào kìa bác nọ. Ồ. Hoàn phong hôi nhà đang trong, hoàn phong đang lạc với thị trường cốc phố à. Mì bị thỉnh thoảng chín băng mấy nhỉ? Ní. Ồ, thỉnh thoảng này chín lậu uống mà lê xá ra phải yếu như nọ. Liên liên chín lậu và hát lòng càng cây ra đây như nọ. Ồ, lậu đâu lạc nữ phải lạc lòng ngon. Ồ. Thời đại cái này, đây cây lòng đâu có một ngày. Ồ. Lâu lỡ con nữ phải lạc lòng có cái đây. Ồ. Lùm lắng, lùm bác này thôi lục lán lạc, lạc xi, si, là cắt cả thời dân này thôi bình thường như nổ. Thoải mái. Thoải mái hả bác à? Hà lô rồi phải hoặc là gì gì. Dầu liệu hàng hóa, dầu liệu phình hôn chứ. Ồ. Bây giờ các bạn ra chỉ lâu mãi lên hơi chó nó. Đấy bác thì năm nay được bao nhiêu rồi bác? Bác được 60 rồi. Được 60 à? À ừ. Bác ăn kẹo không? Cháu có một tí kẹo này. Bác có cháu không? Có à, bác có mấy cháu ấy? Có 5 đứa. 5 đứa à? Ôi, bác có nhiều cháu nhỉ? Ừ. 2 đứa trai, 5 đứa gái đấy. Ừ, 2 đứa trai. Wow. Đấy, thế thì... 4 đứa gái đấy. Đấy, thế thì cho bác là 6 con nhá. Đấy, cái kẹo này thì hôm nọ cũng là được bác Đỗ Thảo gửi cho cháu Lực. Cái cô bác cháu Lực cũng là chia cho các em hết rồi. Đây, có những con. Để 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, cháu cho bác 6 con nhá. Bọn cháu cứ ăn đi. Rồi, một con là của bác ngậm nhá. Còn là một con là còn 5 con còn lại là bác cho cháu nhá. Vâng. Rồi. Ừ, nhá. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Bác là bây giờ chuẩn bị đi về luôn à? Vừa mới vào đây chơi là về luôn à? Về chơi đó nói. À, về chơi với ông Dế một chút à? Ừ. Ông này trước nó đi nhà bác chơi. Nhà bác chơi suốt à? À. Có đi uống rượu với bác không? Uống. Uống một tí à?
À, thế là thỉnh thoảng là hai bác uống rượu về thì có nói nhau tí nào không? Vâng. Thỉnh thoảng trêu nhau tí nhờ. Như hôm nọ bác có hay trêu xử không? Có. Có à, cũng hay trêu xử à? Vâng. Ờ, nhưng mà có lần bác trêu xử thì xử có nghĩ là bác nói thật không? Có chứ, phải nói thật. Có, phải nói thật chứ. Không nói dối đâu. Đấy, bác này thì hôm nọ thì cũng trêu xử một chút đấy bác. Hôm nay thì bác cũng có xuống nhà của em xử để em ấy, để em xử chơi ấy. Mà cháu ở tỉnh đâu? Cháu ở dưới này thôi mà, cháu nhà cháu có mua dưới này thôi mà. Thế à? Vâng. À, thế cháu cảm ơn bác nhá. Vâng. Vâng. Đây, vừa rồi thì có một cái bác sang nhà của ba ông cháu của bác thì chắc hẳn là lúc mà cháu nói bằng tiếng Nùng thì cô bác sẽ không có nghe được bao nhiêu, nhưng mà được một lúc thì bác lại nói tiếng Kinh với cháu lưng một chút cô bác, thì cô bác cũng có nghe sơ sơ rằng là cái câu chuyện mà hôm nọ là em xử là bị bác ấy mà đe dọa không cho lấy vật liệu vào của bác. Nhưng mà hôm đấy là do là bác ấy cũng uống rượu say, thành ra là có một chút những cái lời nói mà nó không có được chính xác. Cháu Lực cũng không biết là cái câu chuyện đấy là nó đang trêu em xử hay là như nào của bác. Nhưng mà đến lúc mà em xử kể với cháu Lực rằng như vậy thì cái câu chuyện đấy hầu như là cháu Lực nghĩ rằng là bác ấy chỉ uống rượu say rượu vào rồi bác ấy nói những cái câu chuyện mà lung ta lung tung thôi các bác. Chứ ở trên vùng cao này thì hầu như là cháu Lực nhìn thấy là bà con thì ai cũng rất là dễ mến và rất là dễ gần đâu các bác này. Hay bây giờ thì cháu Lực sẽ đi ra nói chuyện với em Sử một lúc. Đây, ở đây thì Sử cũng buộc rất là nhanh này cô bác này. Đây, cháu Lực với em Hải là vừa vác thì em Sử vừa buộc luôn. Thì nó cũng rất là nhanh cô bác. Sử ơi, buộc đến đâu rồi? Vừa rồi anh nói chuyện với cái bác mà hôm nọ mà nói em ấy. Ấy thì bác ấy hôm nay thì bác ấy cũng có ra bảo là xin lỗi rồi. Đấy, bác ấy bảo là bác ấy uống rượu say ấy, thành ra là hôm đấy bác không có làm mà chủ được cái bản thân của mình bao nhiêu. Đấy, thì yên tâm nhá, cái phần đấy thì bây giờ cái vấn đề đấy thì hôm nay bác đã đến tận nhà rồi và nói chuyện rồi. Đấy. Đấy, cũng rất là may cô bác khi mà bác ấy chỉ uống rượu say và bác ấy nói những cái câu mà nó không có được chính xác cho lắm. Bây giờ chắc phải làm tầm độ 3 tiếng, 4 tiếng thì mới hết đấy nhỉ? Liệu hôm nay thì có hết không Sử? À, dưới kia đó nhỉ? Đấy, ở dưới kia thì còn máy thở đúng không bác? Ở dưới kia thì là ở xa hơn đúng không bác ạ? Đấy, lúc mà vác về thì nó sẽ đi rất là xa đấy các bác, chứ không phải là một cái quãng đường mà gần đến đâu. Đến lúc đấy thì chắc là một mình ông chỉ buộc thôi. Em Hải với em Sử là vác rồi. Đấy, như Sử thì như hôm nọ anh bảo với Sử nhá, rằng là vật liệu trở vào ấy thì là đến lúc đấy thì mình lấy xe máy để trở vào thôi. Đấy, chứ bây giờ là ô tô không có vào đến tận đền nhà của em ấy. Phải nói là nếu mà làm nhà của các em ở đây thì nó cũng có một cái tiện, và đi ra bên mặt đường kia thì nó cũng có một cái tiện đấy các bác. Cái tiện ở đây thì nó sẽ là tiện ở cái phần ruộng nương của các em này, phần rừng của các em này thì nó sẽ tiện hơn, nó sẽ tiện các bác. Còn nếu mà đi ra bên kia mình mua đất ấy thì nó chỉ tiện được cái cho mình là cái đường xá này các bác này. Đấy thì mình sẽ không phải là vất những cái quãng thời gian mà mình vận chuyển vào. Đấy, còn nếu mà bây giờ mình làm nhà ở đây thì mình sẽ phải mất cái thời gian mà nó cũng khá để mình vận chuyển được vào các bác. Bây giờ vận chuyển như này thì cũng phải là
là đợi cái thời tiết nữa. Cháu Lực cũng rất là mong rằng là cái thời tiết sẽ ủng hộ cháu Lực trong một cái thời gian mà nó khá là dài đi, để cho cháu Lực lấy được vật liệu vào đây tập kết hết rồi, mọi cái rồi thì lúc đấy thì trời nó chuyển biến xấu một chút thì không có sao, không có vấn đề gì cả. Hải có kẹo không? Bác cho à? À, bác có bảo gì không? Bác bảo đậu thang à? Chuyện gì thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên kênh rồi cô bác. Đấy, còn chắc là có khi là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và Hải ơi, bây giờ chào các ông các bà nhá. Con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hay bây giờ thì bác về thôi nhờ. Thế còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở trường sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác, anh chị. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.